Covid-19 đang bùng phát trở lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em học sinh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho trẻ mẫu giáo và các học sinh tiểu học nhằm nâng cao sức khỏe, khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài tập. Động tác đầu tiên, động tác vươn thở, nhịp 1-2, chân trái chết, hai tay đưa từ dưới lên cao, đồng thời hít vào. Nhịp 3-4 thu chân về, hai tay hạ xuống chắn trước ngực, gập đầu đồng thời thở ra. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Lần 8 thứ hai tương tự. Động tác thứ hai, động tác tay vai. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay lên cao. Nhịp 2 đặt chân phải về trước, tay trái chết dưới, tay phải chạm vai. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 3, động tác tay ngực. Nhịp 1 chân trái bước chân trái, đồng thời hai tay đưa về trước. Nhịp 2 bước chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay kéo vuông góc. Nhịp 3 về là nhịp 2. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 4, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay dang ngang. Nhịp 2 nghiêng người sang trái, tay trái trong hông, tay phải cao, đồng thời quỳ gối. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 5, động tác vặn mình. Nhịp 1 chân trái bước về trước, hai tay co trước ngực. Nhịp 2 xoay người sang trái, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7. Động tác thứ 6, động tác lưng bụng. Nhịp 1 bước chân trái ra sau, đồng thời xoay người sang trái, hai tay cao. Nhịp 2 gập người về trước, mũi tay chạm chân. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5 đá chân phải ra sau, hai tay cao. Nhịp 6 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7 đá chân trái ra sau, tay cao. Nhịp 8 về tư thế chuẩn bị. Động tác thứ 7, động tác chân. Nhịp 1 bước chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu chân phải, hai tay cao, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhịp 2 về vị trí chuẩn bị. Nhịp 3 nâng chân trái lên, hai tay co trước ngực. Nhịp 4 về vị trí chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi chân. 5-6-7. Động tác thứ 8, động tác toàn thân. Nhịp 1 chân trái bước chích, hai tay cao. Nhịp 2 chuyển trọng tâm về chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay đánh ra sau. Nhịp 3 thẳng người đá chân trái ra sau, đồng thời hai tay cao. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Động tác thứ 9, động tác bật nhảy. Nhịp 1 bật tách chân trước sau, đồng thời chân trái quỳ, tay phải đưa về trước, tay trái ngang. Nhịp 2 bật khép chân. Nhịp 3 bật tách chân ngang, hai tay lên cao. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5-6-7-8 tương tự đổi chân. 5-6-7-8. Động tác thứ 10, động tác điều hòa. Nhịp 1-2 chân trái bước sang ngang, đồng thời khuỵu gối, hai tay đưa từ dưới lên cao. Nhịp 3-4 khuỵu gối, hai tay đưa từ lên cao về chéo trước ngực. Nhịp 5-6 tương tự nhịp 1-2. Nhịp 7-8 thu về. Lần 8 thứ 2 tương tự đổi bên. 1-2-3-4-5-6-7. Phần giới thiệu động tác của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn tập luyện đạt hiệu quả, có sức khỏe tốt để phòng chống dịch.